Ngày 12 tháng 11, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Ban nữ công Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải BTSC tổ chức trao quà cho gia đình chính sách và các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Bình Châu, huyện Sư Mộc. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an, chương trình Triệu phần quà sang sẻ yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, tháng hành động vì bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Hội phụ nữ công an tỉnh và ban nữ công công ty dịch vụ cơ khí hàng hải BTSD đã vận động quyên góp 40 phần quà, gồm cạo dầu ăn, nước mắm. Trong đó, 10 phần dành cho gia đình chính sách và 30 phần dành cho các hội chiên phụ nữ xã Bình Châu. Những phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của Hội phụ nữ công an tỉnh và ban nữ công công ty dịch vụ cơ khí hàng hải BTSD, đồng viên các hội chiên có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực dương lên trong cuộc sống cũng trong chuyến công tác đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà cho tổ hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại quốc lộ 55